Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Ai sẽ kế nhiệm ông Mai Đức Chung? Bất lợi của thầy chó huấn luyện viên Chuze ở vòng loại World Cup. Nỗi lo hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Ai sẽ kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung? Thời hạn hợp đồng của huấn luyện viên Mai Đức Chung với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2023. Ai là người kế nhiệm ông vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua rất nhiều đời huấn luyện viên, nhưng ông Mai Đức Chung là người gắn bó lâu nhất và cũng là huấn luyện viên mang lại thành công vang dội nhất. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giúp bóng đá nữ Việt Nam giành đến 6 huy chương vàng SEA Games 2003, 2005, 2017, 2019, 2021 và 2023. Một chiếc vô địch Đông Nam Á năm 2019 và đặc biệt đã cùng các học trò bước chân vào đấu trường World Cup. Trước khi lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 khu vực châu Á, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bày tỏ nguyện vọng giã từ ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm 2023 khi hợp đồng với VFF kết thúc. Che già mang mọc là lẽ tất nhiên của cuộc sống. Tôi đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, ông Chung nói. Bóng đá nữ Việt Nam sẽ chia tay tượng đài Mai Đức Chung. Người hâm mộ lúc này rất quan tâm về việc VFF sẽ chọn ai thay thế cho ông để dẫn dắt đội tuyển nữ trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng ngay từ bây giờ VFF cần phải sớm có phương án chọn ra một huấn luyện viên có năng lực để tiếp quản ngay công việc mà ông Mai Đức Chung để lại. Bởi lẽ dù đang có sự giao thoa của thế hệ cầu thủ thành danh của lứa trẻ, nhưng ông Chung đã xây dựng và tạo nên một đội bóng có tính ổn định và kế thừa. Dẫu vậy, bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang đối mặt với nỗi lo khi quá trình chuyển giao diễn ra khá chậm. Bản thân huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng từng thừa nhận điều này trước ASEAN 19. Tuy nhiên, đây là thời điểm những tài năng trẻ bắt buộc phải có những cú bứt phá để thay thế cho đàn chị. Cùng với đó, VFF phải tiếp tục có những chiến lược đồng bộ, dài hơi để xây dựng lực lượng từ lứa trẻ như U20, U17 đến đội tuyển quốc gia. Quan trọng hơn nữa, bóng đá nữ Việt Nam sẽ phải tìm cách phát triển sâu và rộng hơn, có nhiều đội bóng hơn, nhiều người chơi bóng nữ hơn nữa. Nhiều người, nhiều đội tham gia bóng đá nữ mới giúp diện tuyển chọn nhân tài cho bóng đá nữ Việt Nam được nới rộng, dễ dàng tìm kiếm các cầu thủ tài năng hơn. Theo các nhà chuyên môn, người thay thế phù hợp nhất ở thời điểm này là huấn luyện viên Akira. Chiến lược gia người Nhật Bản đang dẫn dắt các đội tuyển trẻ U17, U20 và đạt nhiều thành tích nổi bật như Á quân U18, U19 nữ Đông Nam Á vào các năm 2022, 2023. Trước đó, sau khi công khai nguyện vọng được nghỉ ngơi, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã lên tiếng tiến cử người thay thế mình chính là huấn luyện viên Akira Siri, người đã có kinh nghiệm gần 5 năm làm việc tại Việt Nam. Ông Akira được đánh giá cao về mặt chuyên môn với nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời đảm nhiệm vai trò giảng viên đứng lớp các khóa huấn luyện viên bằng B Pro của VFF. Trong bối cảnh trẻ hóa lực lượng, xây dựng lớp kế cận cùng với lối chơi mới, huấn luyện viên Akira là ứng cử viên hàng đầu. Tuy nhiên, ngoài huấn luyện viên Siri, bóng đá nữ Việt Nam vẫn có những nữ tướng có thể đảm nhiệm vai trò này, như huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh hay Phan Thị Anh Đào. Bất lợi của thầy trò huấn luyện viên Chuze tại vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất bảng F vào loại World Cup 2026 không có ai được thi đấu tại nước ngoài. Trong khi Indonesia và Philippines có nhiều ngoại binh nhập tịch hay Iraq có cầu thủ đá giải châu Âu. Huấn luyện viên Philippe Chuze hơn một lần nói rõ bóng đá Việt Nam muốn nâng tầm cần có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Sau khi Văn Lâm, Quang Hải, Văn Toàn thiếu chỗ chơi ở nước ngoài đã trở về, hiện không có tuyển thủ quốc gia nào xuất ngoại. Indonesia và Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển Indonesia tự tin sẽ vượt qua vòng loại thứ hai Cúp Thế giới 2026 khai diễn ra từ ngày 16 tháng 11, khi mỗi bảng có 4 đội chỉ lấy 2 đội đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Huấn luyện viên Shitezong cho biết Indonesia có đến 80% cơ hội qua mặt Việt Nam, Philippines để cùng Iraq là đội được đánh giá mạnh nhất bảng F có mặt ở vòng loại tiếp theo. Ông Shin khi nhắc đến vai trò của hậu vệ An Sang-hui đang khoác áo Jeonnam Dragon ở giải Hàn Quốc đã nói rõ. Không chỉ có Asnawi, những cầu thủ khác chơi trong nước hay nước ngoài đều thể hiện mình ổn định. Hơn nữa, các cầu thủ nhập tịch cũng đã thích nghi tốt ở đội tuyển quốc gia. Indonesia bây giờ không còn non nớt và yếu đuối như xưa nữa. Huấn luyện viên Shitezong tiết lộ những lợi thế mà các ngoại binh có cha mẹ gốc gác Indonesia và nhập tịch có thể bù đắp những điểm yếu mà đội bóng xứ sở vạn đảo thiếu mắc phải. Điểm yếu của các cầu thủ Indonesia là hay tự ti, chìm đắm trong cảm giác thua cuộc hơn là trau dồi sức mạnh kỹ năng và đặc biệt là tinh thần. Rất may các cầu thủ nhập tịch đã loại bỏ được những khuyết điểm này. Indonesia đã trở thành một đội bóng đáng sợ hơn rất nhiều so với trước đây. Hiện có 6 cầu thủ nhập tịch đang khoác áo đội tuyển quốc gia, tiêu biểu như Egan Bagot, Jordi Almas, Shadi Watch và Shainer, cùng 4 cầu thủ đá bóng ở nước ngoài sẽ trở về thi đấu cho Indonesia. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erik Thohir cho biết thêm có 2 cái tên, một tiền đạo và một tiền vệ sắp sửa nhập tịch để làm tăng nhiều hơn sức mạnh cho đội tuyển Indonesia. Tương tự là đội tuyển Philippines, bên cạnh chính sách nhập tịch còn tận dụng cơ chế 2 quốc tịch gồm có thủ môn Neil Etheridge từng chơi tại giải Ngoại hạng Anh, hay ngôi sao gốc Đức Stefan Markusstrop, Olivier Bias, tiền vệ gốc Ý Christina Rotini, hai anh em nhà Tabinas gốc Nhật Bản. Với đội bóng Tây Á Iraq được đánh giá mạnh nhất bảng F thì có đến 5 trụ cột đang chơi bóng ở châu Âu.
Nỗi lo hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Ngày 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận ra quân vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, chạm trán chủ nhà Philippines. Ở đợt hội quân tháng 11 năm 2023, huấn luyện viên Philippe Chuzier không có được lực lượng tốt nhất khi nhiều hậu vệ trụ cột dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế phải vắng mặt. Đoàn Văn Hậu dính chấn thương gót chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đỗ Duy Mạnh gặp tai nạn giao thông trước ngày lên tuyển. Điều bất ngờ là hậu vệ Hồ Tấn Tài đang có phong độ khá tốt trong màu áo nhà đương kim vô địch V-League câu lạc bộ Công an Hà Nội nhưng lại không được gọi lên tuyển quốc gia lần này. Hồ Tấn Tài có thể hình đẹp, cao 1m8 và kỹ thuật cá nhân tốt, được truyền thông châu Á đánh giá cao về mặt trình độ chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Không chỉ thủ chắc, hậu vệ sinh năm 1997, gốc Bình Định còn hiệu quả trong các tình huống hỗ trợ, tấn công biên hiệu quả. Đáng chú ý với nhãn quan kiến thiết nhạy bén, tạt cánh chuẩn xác. Vì vậy việc Tấn Tài không được huấn luyện viên Chuzier trọng dụng đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng Tấn Tài không phù hợp với triết lý dưới thời của huấn luyện viên Chuzier, nhưng cũng có không ít bình luận khẳng định nhà cầm quân người Pháp chưa đánh giá đúng thực lực của Tấn Tài. Anh là cầu thủ kỳ cựu, đóng vai trò quan trọng trong hàng phòng ngự vững chắc của đội tuyển Việt Nam dưới thời của người tiền nhiệm Park Hang-seo, và nếu không được đá chính, ít ra anh cũng là phương án dự phòng đáng giá. Tương tự Tấn Tài, sự vắng mặt của hậu vệ đa năng Nguyễn Thành Trung cũng là một bất ngờ. Đáng chú ý là sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng, anh vừa được triệu tập bổ sung để thay thế cho Duy Mạnh. Trong danh sách tuyển thủ Việt Nam kỳ này, ông Chuzier triệu tập 12 cái tên chơi ở vị trí hậu vệ, trong đó có 5 cầu thủ kỳ cựu từng nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia như Vũ Văn Thành, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Dẫu vậy, do đang trong quá trình hồi phục thể trạng sau chấn thương, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng sẽ khó có thể đảm đương vai trò thủ lĩnh nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải vừa đầu quân cho câu lạc bộ BKM Bình Dương, nhưng cầu thủ gốc Nghệ An chưa có trận đấu chính thức nào trong màu áo của đội bóng mới. Trước thềm V-League 2023-2024, trung vệ này dính chấn thương cơ bắp và phải điều trị. Nếu không kịp thời bình phục, khả năng Quế Ngọc Hải vắng mặt ở trận chạm trán đội tuyển Philippines là khá lớn. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng cũng có thời gian vật lộn với chấn thương dai dẳng và rất dễ tái phát nếu phải tiếp tục thi đấu với cường độ cao và mật độ dày. Huấn luyện viên Chuzier xây dựng sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công. Ông ưu tiên các hậu vệ có khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phía phần sân nhà. Với triết lý này thì Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Thanh Bình đang là ứng cử viên hàng đầu cho một suất chính thức nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup khu vực châu Á sắp tới. Theo các nhà chuyên môn, những tài năng trẻ được tạo cơ hội lần này như là Lương Duy Cương, Giao Tuấn Dương, Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Trương Tiến Anh, Hồ Văn Cường chỉ là những phương án dự phòng trong việc xây dựng hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Nhóm cầu thủ trẻ này sẽ là lực lượng nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam được chui rèn cùng với lớp đàn anh nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 4 năm sau. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!